tiên là anh em xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến toàn thể mọi người. Rồi chúc mọi người một Giáng sinh thật ấm áp, hạnh phúc và bình an. Cầu nguyện Giáng sinh có Chúa ở cùng. Và giờ đây xin mời cả nhà cùng hòa hợp với anh em trong lời ca tiếng hát. Bài đầu tiên tiếng môn thi thần và bắt đầu không? Bắt đầu. Em mới động em muốn bắt được cái đấy. Không sao không sao không sao. Bình thường mà. Đừng có trừ bình tĩnh bình tĩnh rồi. Những giây phút tiếp theo xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng lắng lại nghe những lời hát thật nhẹ nhàng. Người mẹ khi sinh con ra, điều hạnh phúc nhất của mẹ chính là nhìn thấy con của mình.
đều hạnh phúc tiếp theo mà người mẹ cảm nhận được đó là người mẹ chớp lên mẹ rung lên dưới dầu còn sáng đóng đinh mẹ đưa con vào giấc ngủ mẹ đưa con lớn lên và giờ đây là phẩm tiếp theo trong liên khúc. Tiếp theo là câu hai bài hát trong phần liên khúc đừng xem trẻ đáo và lời thương. Thank you.
giáo trong dịp Giáng sinh về. Hành đề lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.